Xin mến chào quý vị và các bạn. Trong thế giới có nhịp độ nhanh ngày nay, thật dễ dàng để bị cuốn vào nhịp sống hối hả hàng ngày. Chúng ta thường quên lùi lại một bước, chậm lại và thực sự lắng nghe. Ngồi xuống và lắng nghe là một phương pháp thực hành triết học cổ điển để giúp con người tập trung vào tâm trí và tránh xa những ảnh hưởng xấu của thế giới bên ngoài. Theo triết gia Phật giáo Gotama, việc ngồi xuống và lắng nghe giúp chúng ta tìm kiếm bình an và trí tuệ. Ý nghĩa của việc ngồi xuống và lắng nghe là để loại bỏ sự phân tâm, phiền não và xua đuổi những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác không đúng với thực tại. Nó giúp cho chúng ta trở nên tĩnh tâm và tập trung vào hiện tại. Đồng thời, việc này cũng giúp chúng ta nhận ra rằng chúng ta không phải là những con người độc lập và cô đơn, mà là một phần của một tầm cao hơn và một cộng đồng rộng lớn hơn. Trong thế giới hiện đại ngày nay, chúng ta thường bị phân tâm và sao nhãng bởi những thông tin và ảnh hưởng từ thế giới bên ngoài. Việc ngồi xuống và lắng nghe giúp chúng ta tập trung vào bản thân và nhận ra rằng thực tế là gì. Nó giúp ta hiểu rõ hơn về chính mình và xác định lại giá trị và mục tiêu của cuộc sống. Một trong những cách để thực hành ngồi xuống và lắng nghe là qua việc thiền. Thiền là một phương pháp tập trung và tập quán thực hành triết học để giúp tâm trí trở nên bình an và tập trung vào hiện tại. Qua việc tập thiền, chúng ta có thể tìm thấy niềm an ủi và niềm vui trong cuộc sống, giảm căng thẳng và lo lắng, và tăng cường sự tập trung và hiệu quả làm việc. Việc ngồi xuống và lắng nghe cũng là một phương pháp để khám phá và tìm hiểu về chính mình. Nó giúp chúng ta nhận ra những điều đang xảy ra bên trong chúng. Bước tiếp theo, khi đã ngồi xuống và lắng nghe, chúng ta cần tập trung vào hơi thở của mình và cảm nhận những suy nghĩ đang tồn tại trong đầu. Tập trung vào hơi thở và cảm nhận sự tồn tại của mình giúp ta đạt được trạng thái tĩnh tại và bình an, tạo nên một sự cân bằng giữa thân thể và tâm trí. Sau khi đạt được trạng thái tĩnh tại và bình an, chúng ta có thể bắt đầu suy nghĩ về những câu hỏi lớn trong cuộc sống. Những câu hỏi này có thể liên quan đến ý nghĩa của cuộc đời, tình yêu, sự sống còn, hay cả triết lý nhân sinh. Việc tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi này không chỉ giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân mình, mà còn giúp ta định hướng cuộc đời một cách chính xác hơn. Trong suy nghĩ của những triết gia cổ đại, ngồi xuống và lắng nghe là cách để con người tìm kiếm sự thấu hiểu và sự khám phá về bản thân mình. Việc tìm kiếm sự thấu hiểu về bản thân cũng đồng nghĩa với việc tìm kiếm sự thấu hiểu về những người khác, xã hội và vũ trụ. Một trong những giá trị lớn nhất của việc ngồi xuống và lắng nghe là giúp con người đạt được trạng thái tâm linh cao hơn. Khi đạt được trạng thái tâm linh cao hơn, con người sẽ dễ dàng tìm kiếm và tìm thấy sự cân bằng trong cuộc sống và có thể đối diện với những thử thách và khó khăn một cách dễ dàng hơn. Cùng, ngồi xuống và lắng nghe cũng giúp ta tạo ra một thời gian riêng tư và yên tĩnh trong cuộc sống bận rộn hiện đại. Trong thời gian đó, chúng ta có thể tìm kiếm sự cân bằng và trở lại với chính mình, từ đó đạt được sự hạnh phúc và an lành. Vì vậy, việc ngồi xuống và lắng nghe là một cách quan trọng để phát triển chính mình, đồng thời giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân và về thế giới xung quanh. Nó là một bước đầu tiên quan trọng trong việc đạt được trạng thái tâm trí yên tĩnh và tràn đầy năng lượng để đối mặt với những thử thách của cuộc sống. Triết học cổ đại đã chứng minh rằng việc ngồi xuống và lắng nghe là một cách để thúc đẩy sự phát triển của con người, bởi vì nó cho phép chúng ta tập trung vào những ý tưởng và giá trị đích thực của cuộc sống.
là lý do tại sao các triết gia như Socrates, Plato, Aristotle, Confucius và Lao Tzu đã khuyên chúng ta nên thường xuyên ngồi xuống và lắng nghe. Khi ta ngồi xuống và lắng nghe, ta có thể tìm thấy sự yên tĩnh và sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Nó giúp ta tập trung vào những giá trị cốt lõi của cuộc sống và tránh xa những mối quan tâm và suy nghĩ vô bổ. Điều này giúp ta giải quyết vấn đề và tìm ra giải pháp cho những vấn đề khó khăn. Ngoài ra, việc ngồi xuống và lắng nghe cũng giúp ta hiểu rõ hơn về bản thân và người khác. Nó cho phép ta cảm nhận được những cảm xúc và suy nghĩ của mình một cách rõ ràng, đồng thời giúp ta đưa ra những quyết định thông minh và đúng đắn. Việc này cũng giúp ta tăng cường kỹ năng giao tiếp và tương tác xã hội. Cuối cùng, việc ngồi xuống và lắng nghe cũng có giá trị tinh thần rất lớn. Nó giúp ta đạt được trạng thái tâm trí yên tĩnh và tràn đầy năng lượng, từ đó giúp ta tăng cường sức khỏe tinh thần và đạt được trạng thái hạnh phúc. Tuy nhiên, thực tế không phải lúc nào chúng ta cũng có thể tìm được một nơi yên tĩnh để ngồi xuống và lắng nghe. Thế giới hiện đại luôn đầy ồn ào, với những thông tin liên tục được đưa ra và các hoạt động thường ngày vô cùng bận rộn. Điều này khiến cho việc ngồi xuống và lắng nghe trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, không có gì là không thể. Việc ngồi xuống và lắng nghe có thể được thực hiện bất cứ lúc nào và ở bất kỳ đâu. Bạn có thể dành chút thời gian trong ngày để dừng lại, tập trung vào hơi thở và cảm nhận môi trường xung quanh. Điều này giúp bạn giảm căng thẳng, nâng cao sự tập trung và khả năng phân tích, cũng như cải thiện sức khỏe tinh thần và tình cảm với những người xung quanh. Ngoài ra, việc ngồi xuống và lắng nghe cũng là một cách để tìm kiếm sự bình yên trong cuộc sống. Thế giới đầy sự bận rộn của chúng ta thường xuyên khiến cho chúng ta cảm thấy lo lắng, căng thẳng và mất cân bằng. Bằng cách ngồi xuống và lắng nghe, chúng ta có thể tìm được sự cân bằng trong cuộc sống và giữ được sự bình yên tâm hồn. Trên thực tế, triết học đã giúp con người hiểu được tầm quan trọng của việc ngồi xuống và lắng nghe. Những triết gia cổ đại như Socrates, Plato và Aristotle đều đã khuyến khích việc suy ngẫm, tìm hiểu bản thân và khám phá sự thật bên trong. Từ đó, con người học được cách tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống và đưa ra các quyết định thông minh. Với sự bận rộn và áp lực của cuộc sống hiện đại, việc ngồi xuống và lắng nghe đã trở thành một cách để giúp chúng ta đối mặt với những thách thức trong cuộc sống. Đó cũng là một cách để tìm kiếm sự bình yên, cân bằng. Và mỗi khi ngồi xuống và lắng nghe, ta cũng đang tạo ra cơ hội để suy nghĩ sâu sắc về bản thân mình. Khi lắng nghe tâm hồn mình, ta có thể khám phá sâu hơn về những giá trị cốt lõi mà ta đang tin tưởng và quan tâm trong cuộc sống. Điều này có thể giúp ta xác định được những mục tiêu rõ ràng và phù hợp hơn với giá trị của chính mình. Cũng giống như việc ta cần phải tắt máy tính hoặc thoát khỏi cuộc trò chuyện để tạm gác lại mọi thứ và thư giãn, việc ngồi xuống và lắng nghe cũng giúp ta có thể tạm dừng mọi hoạt động bên ngoài và tập trung vào bản thân mình. Đây cũng là cách để ta tránh khỏi căng thẳng và stress trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Nhìn chung, việc ngồi xuống và lắng nghe là một phương pháp giúp ta tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, cân bằng cuộc sống và xác định được mục tiêu phù hợp với giá trị của chính mình. Đó là một cách để ta cảm nhận và trân trọng cuộc sống hơn, từ đó tìm ra được hạnh phúc và thành công theo cách của riêng mình. Ngoài ra, việc ngồi xuống và lắng nghe cũng giúp ta phát triển khả năng tư duy sáng tạo và phát minh.
Khi ta có thời gian để suy nghĩ và lắng nghe, ta sẽ dễ dàng nghĩ ra những ý tưởng mới và phát minh sáng tạo. Chính vì thế, việc ngồi xuống và lắng nghe không chỉ giúp ta giải quyết những vấn đề khó khăn trong cuộc sống mà còn giúp ta phát triển bản thân mình. Ngoài ra, việc ngồi xuống và lắng nghe còn giúp ta tạo ra một môi trường thuận lợi cho việc học hỏi và phát triển kỹ năng. Khi ta lắng nghe người khác, ta có thể học hỏi được nhiều kinh nghiệm và kiến thức mới, từ đó phát triển kỹ năng và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình. Trong xã hội hiện đại ngày nay, việc ngồi xuống và lắng nghe càng quan trọng hơn bao giờ hết. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và cuộc sống hiện đại, con người đang ngày càng bị áp đặt bởi nhịp sống nhanh và căng thẳng. Việc ngồi xuống và lắng nghe sẽ giúp ta thoát khỏi những áp lực đó và giúp ta tìm lại được sự bình an trong tâm hồn. Trên đây là những ý nghĩa và giá trị của việc ngồi xuống và lắng nghe trong cuộc sống của con người. Nó không chỉ giúp ta tìm thấy sự bình an trong tâm hồn, mà còn giúp ta phát triển kỹ năng, tư duy sáng tạo và tìm ra được mục tiêu phù hợp với giá trị của chính mình. Chính vì thế, hãy dành chút thời gian mỗi ngày để ngồi xuống và lắng nghe để có thể tìm thấy sự cân bằng và hạnh phúc trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, ngồi xuống và lắng nghe cũng đòi hỏi một sự thực hành liên tục. Chúng ta cần thực hành để tạo ra thói quen và không bỏ cuộc giữa chừng. Nếu chúng ta chỉ ngồi xuống và lắng nghe một vài lần và sau đó quay trở lại nhịp sống vội vã, thì tác dụng của nó sẽ không được duy trì và cải thiện. Trong xã hội hiện đại, chúng ta thường xuyên bị phân tâm bởi những tín hiệu từ bên ngoài, như điện thoại di động, máy tính, quảng cáo, thông báo từ các ứng dụng trên mạng xã hội và nhiều yếu tố khác. Việc ngồi xuống và lắng nghe giúp chúng ta tách bản thân khỏi những tín hiệu này, tập trung vào bên trong, giúp ta thấu hiểu và làm chủ cảm xúc và suy nghĩ của chính mình. Ngoài ra, việc ngồi xuống và lắng nghe cũng có thể giúp ta xây dựng mối quan hệ tốt hơn với những người xung quanh. Thông qua việc lắng nghe, chúng ta có thể hiểu rõ hơn về suy nghĩ, cảm xúc và cách sống của người khác, đồng thời tạo ra sự tôn trọng và ủng hộ trong mối quan hệ. Trong tổng thể, việc ngồi xuống và lắng nghe là một kỹ năng quan trọng và cần thiết cho sự phát triển cá nhân và tâm linh. Nó có thể giúp ta tìm thấy sự bình yên, tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống và tăng cường mối quan hệ với người khác. Hãy dành thời gian để ngồi xuống và lắng nghe, để phát triển bản thân và tìm ra hướng đi cho một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc. Theo bạn, bạn có suy nghĩ gì về việc này? Xin để lại comment bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn tràn đầy sức khỏe. Nhớ đăng ký để theo dõi các bài kế tiếp nhé. Trân trọng.